Xin chào toàn thể các bác. Tiếp tục một video thanh lý mấy cái đồ nó gọi là để lâu ngày. Hôm nay em thanh lý cho các bác là cái xúc hơi 40 với cái form thùng gọi là thùng Martin. Thùng này là sử dụng vật liệu là gỗ MDF các bác nha. Con này thì đang gắn mác của Martin. Cái thùng này là thùng cao cấp. Nhưng mà đợt lâu rồi là bí tiền quá em đi bắt nợ của các con nợ. Thì không hiểu là các con nợ hay là các cháu nợ làm ăn kiểu gì, nhà cửa mốc meo thế này chứ đấy. Thì thùng này nếu mà mới bây giờ hàng đẹp thì là nó vào là 2,2 triệu một cái thùng mà bao ship. Hôm nay em bán cho các bác giật mình nhảy ngược lên luôn. Em bán cả thùng cả bát này có 2,5 triệu. Một cái bát này không thôi đã vào 1,5 triệu một cái bát rồi. Đấy, em thanh lý xả kho. Bao ship cho các bác là 2,5 triệu là cả thùng, cả loa bát nhá. Bao ship giá bao rẻ. Bao rẻ. Đây bên trong thùng này có rất nhiều bông tiêu nhá. Đây là của bát, con này là bát hàng của Vina Cà Phê. Hàng của Việt Nam. Quên mất thương hiệu Vina Cà Phê không có sản xuất củ loa. Hôm trước nhỡ mồm mà các bác cứ hỏi là ô thế loa của Vina Cà Phê nhưng mà anh vào trang chủ của Vina Cà Phê có thấy bán củ loa đâu. Nhờ các bác bắt bẻ thế thế này. Củ này là củ của Việt Nam nhá. Bán hàng nói thật luôn chứ không lòng vòng. 2,5 triệu. Xúc hơi 40. Con này từ 170. Con này như con 63 hay là con gì? Con này con 63. 65. Từ 170 con 65. 2,5 triệu. Rẻ hơn cái cho. Các bác đi mua người quen loanh quanh phải tầm 2,5 triệu, 2,8 triệu giá tại cửa hàng. Hoặc là anh em thanh lý quý lắm thì thanh lý cho nhà giá đó là tự bê về, tự tính cước vận chuyển vào. Hôm nay em bán cho các bác giá siêu rẻ. Không đinh tinh liên thuyên nữa. Bây giờ em sẽ lắp vào, test thử cho các bác xem. Chứ không các bác lại bảo là em bán nó chết, đúng không ạ? Bây giờ em sẽ lắp vào và test thử lên, mời các bác cùng nghe thử nhá. Em sẽ test một cái bản nhạc của Trung Tâm Thúy Nha sản xuất. Bài này có tên là Em Nghĩ Em Là Ai. Bài này là nếu như để cái súp kìa mà dính luôn cái tên bài hát lên thì đừng bác nghĩ cái súp là cái gì. Đừng nói về những ngày xưa, ngày đó. Thì trên đây là một video quay tổng quan là test súp 40 hầm ngoài trời. Thực tế thì con này nó ra ngoài trời nó đánh rất là yếu nhá. Ra ngoài trời là phải chơi những loại này này. Đấy. Nhưng mà đây là test thử thì em sẽ quay ngoài trời. Đây là súp này. Đấy, đây là loa đồng trục này. Con này nếu như để ngoài trời thì đánh phải nói là yếu. Nhưng mà nếu các bác ở gần ấy thì các bác sẽ cảm nhận khác hoàn toàn. Nó đánh cho các bác giật mình luôn. Đấy. Vậy tại sao hôm nay em sẽ phải thương tha? Vì đã không còn nữa, không còn nữa một người giống như em ngày xưa. Giờ đã không cần nữa, không cần nữa những điều dối gian em từng hứa. Quay về đi mà yêu người khác rồi. Em sẽ đi xa nhá, các bác nghe cái tiếng xúc của nó đánh ngực và xa lắm. Thùng và cổ bát khá là hợp nhau. Người cần thời gian suy nghĩ là em mà, đành lùng bỏ tôi ra đi là em mà. Các bác mà đeo tai headphone ấy là sẽ cảm nhận được tại sao xúc nó đánh khiếp thế các bác nhá. Đứng khoảng cách nghe nó hừng hực. Nên là cái mẫu này em chỉ ưu tiên các bác chơi gia đình nhé, nó rất là mạnh.
Bây giờ cái công suất em đang dồn để đánh súp là 1600W đánh súp. Nếu mà đánh cái này một lúc lâu là con này sẽ khoái luôn. Và loa full em giờ đang đánh là 700W trên loa full. Dồn kênh luôn. Một chiếc loa full ram và một chiếc súp loa cánh như này. Đây nhá, con đẩy đánh súp này. Trên đây là đẩy đánh full này. Volume này giảm bằng 0 rồi này. Cái này cũng không giảm mà không này, đang dồn kênh để đánh súp, dồn kênh đến nó full. Đây là thực tế đây nhá, nên các bác có khen có chê thì tùy nhá. Thực tế thì em nào nó sẽ như thế này. Con này mà nó chỉ cần clip thì tầm vài nhịp thôi là cái con loa nó khói luôn. Đây là cái test gần nhà mắc công suất luôn, hết cỡ luôn cho các bác nghe. Ok, xin chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong những video clip lần sau nha.